Xin chào tất cả anh em nha. Rồi anh em lên cho này mình xem một con xe rồ 4 bánh ha. Hai cầu 4 bánh bên Hilux. Đây. DB4WD ha, hai cầu. Con này nó chạy cái động cơ xăng nha anh em. Đó, máy. Con này còn rất là đẹp luôn nha. Đó, động cơ xăng Kubota. Đó. Công suất máy nè. 6.0 PS ha. Đó, mới từng chi tiết luôn, ốc ác rồi, đèn lốc rồi. Rất là đẹp luôn. Còn báo xăng này đủ luôn nè. Càng này càng ben nha. Đó. Cái này là số nè, nó của nó là 4 số, 1 số lui, 3 số tới. Đó, dàn tay. Đó, màu đen là Amaya chạy ha. Còn này là thắng tay. Tay ga. Tắt máy nằm đây ha. Đó. Có đèn đầy đủ hết nha anh em. Đây, gà cầu lá càng này nha nè, gà cầu ha. Con này còn rất là đẹp luôn. Này đóng e. Cái càng e khi nào anh em để hết xăng hay để qua đêm là mới xài càng này. Chứ còn nó đang nổ thôi, cứ giật là nổ thôi. Đây, để xe quay chi tiết tổng thể con xe này cho anh em mình coi ha. Sao con này là tải của nó là 500 kg à, anh em có thể chở lên được 700-800 kg vẫn được ha. Chơi chơi có cây thước không, cây thước á, thước đo để xe đo cây thước nè, cái bầu nhớt ben thiết lập nè. À, còn hết tin rồi ha. Đây dàn chân cầu trước đây ha, rất là đẹp luôn. Mấy cái chi tiết rồi nè, mới gì lắm anh em ha. Cái đèn này về nó bị cắn bởi anh em mua là anh gắn bình gắn anh em cái đèn khác thôi, nó di chuyển nó bị cắn bởi ngang gì? 1m13 bề ngang là 1m13 dài 1m95 thôi. Coi cái thùng này dài gần 2m luôn nè, 1m95 à, gần 2m luôn à. Nó cho nổ luôn rồi chứ. Rồi để mà sẽ cho nổ máy rồi thử chạy thử ben được cho anh em mình coi ha. Máy đề mới nó nhẹ lắm, giật nhẹ nổ rồi. Bên lên đó, mới go không à, xuất sắc luôn em. Số nè, không tì vết luôn nha. Đó, cầu trước nè. Hai cầu nữa thì nó chạy cực kỳ khỏe luôn. Gõ gai ha, bao leo địa hình luôn nè. Cái dàn chân của hai cầu nó ngầu ghê ha, quá chắc luôn. Này, anh em mua giờ mình chạy trong đẩy đồ, chở
trái cây đồ nông sản đồ gọn giường luôn á. Có bên nữa rất là thuận tiện luôn. Rất là êm ái nhẹ nhàng luôn nha anh em. Máy thì bảo hành 1 năm ha, giờ không có hành động cơ. Bên em là ship toàn quốc luôn ha. Đó, lên bên lên bên xuống rất là nhẹ luôn. Vỏ gai hết luôn, chạy ban địa hình luôn. Nó đồ dốc đồ thiệt cực kỳ khỏe, nó có được hai cầu nữa thì rất là mạnh luôn ha. Đó, tắt máy. Mấy cái vằn tay rồi mấy cái cần còn rất là mới luôn ha. Cái đèn á thì trong lúc mà nó về nó cẩu xuống nó đẩy vô đụng này đụng xe này đụng xe kia nên nó bị bể ha. Anh em mua lại em gắn cho anh em cái đèn khác bỏ vô thôi. Gì đâu, đơn giản mấy cái đèn là đơn giản hết. Đó, nó có công tắc đèn nè. Bộ này là năng hạ tay lái nè. Còn càng dưới là càng thắng. Rồi anh em nào mua con này thì cứ việc liên hệ trực tiếp qua em nha. Qua số điện thoại là 0373453633 nha anh em. Anh em nào muốn tới cửa hàng thông quan trực tiếp luôn, có thể đi đến cửa hàng qua địa chỉ là cửa hàng Nông Ngư Cơ Nguyễn Châu ha. Đó, Nông Ngư Cơ Nguyễn Châu nha. Địa chỉ là 277 quốc lộ 56 đường Hùng Vương, thị trấn Ngai Dầu, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ha. Rồi, em xin kết thúc video tại đây ha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nha.